Ngày 18 tháng 2, Thánh Simeon. Simeon hoặc Simon dường như là bà con với Đức Giêsu. Người ta cho rằng cha của người là Cleopha, anh của Thánh Giuse, và mẹ người là chị họ Đức Maria. Có lẽ người là một trong những anh em của Đức Giêsu có mặt ở căn phòng bên trên vào ngày Pentecost. Người được chọn là giám mục thứ hai của Jerusalem khi anh của người là Giacôbê nhỏ tử vì đạo. Vào năm 66, cuộc nội chiến bùng nổ ở Palestine là hậu quả của việc người Do Thái chống đối đế quốc La Mã. Cộng đồng Kitô hữu ở Jerusalem được tin báo là sẽ bị người Roma tiêu diệt. Trong năm đó, trước khi Vespasian đưa quân vào Judea, Thánh Simeon đã dẫn dắt cộng đoàn nhỏ bé đến nơi an toàn trong một thành phố nhỏ bé tên là Pella, ở bên kia sông Jordan. Sau khi Jerusalem bị đốt và chiếm đóng, người Kitô trở về và sống giữa những hoang tàn đổ nát, cho đến khi hoàng đế Hadrian sau đó đã san bằng Jerusalem. Thánh Epiphanius và Eusebius kể rằng giáo hội ở đây đã phát triển cách đáng kể và nhiều người Do Thái đã tòng giáo sau những phép lạ của các thánh. Khi Vespasian và Domitian ra lệnh tiêu diệt tất cả những ai thuộc dòng dõi David, Thánh Simeon đã trốn thoát sự bắt bớ đó. Nhưng đến thời Trajan cũng ra một lệnh tương tự, người đã bị bắt với tư cách không những là hậu duệ của David mà còn là một Kitô hữu. Và người đã bị đưa ra trước Atticus, tổng trấn Roma. Người bị kết án tử hình và sau khi bị tra tấn, người đã chết treo trên thập giá. Mặc dù người thật cao tuổi, truyền thống nói rằng người sống trên 120 tuổi, nhưng sự can đảm chịu đựng tra tấn mà không chối bỏ đức tin của người đã khiến ngay cả Atticus cũng phải thán